Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng loa bass 20 của Pioneer. Con này là con màng xám gân sút béo nhé các bạn. Đây, gân sút của nó rất là mềm. Đó. Con này là bass 20. Đó. Đây là cái phần dưới của nó này, phần nhện này, xương gang này, đó, cụ từ này. À, các bạn có thể nhìn một vòng của nó nhé. Đó. Phần nhện của nó rất là xịn. Vừa rồi các bạn đã xem cái phần màng dao động của nó, bát xuống rất là sâu. Đấy, và uy lực con này các bạn có thể là dùng để đóng cho dòng loa nghe nhạc gia đình, hoặc là các bạn dùng loa súp cũng được nhé. Nó có thể dùng sử dụng để làm những dòng loa súp bát rất là ok. Kích thước của cái dòng này của nó thì là vành ngoài của nó, phủ vành là 22 các bạn nhé. Kích thước lỗ bắt ốc của nó là 20.5. Đó. Con này cao sâu của nó là 10 này. Phần củ từ của nó nhé các bạn nhé. Từ của con này là từ 135 nhé các bạn. Từ 135 coi 65. Đấy. Phần này là phần xương gang. Đó, củ từ rất là nặng các bạn nhé. Con này mỗi một con thì nó sẽ nặng chừng 2,8 kg nha các bạn. Con này là nó có cái phần mũ của nó, mũ mềm này, gân súp này. Đấy. Công suất của con này đây, chỉ số của nó, con này thì là dòng màng xám này của nó nhé, thì là 6 ohm các bạn nhé, 6 ohm này. Pioneer mã của nó là đều được in ở trên này, thông số đầy đủ nhé, P8820, độ nhạy 91 dB, công suất cực đại của nó là 200W các bạn nhé. Đó, đấy là toàn bộ cái thông số về con Pioneer màng xám này. Thì các bạn có cái nhu cầu về mình thay thế cho độ chế cho cái dòng loa của mình nhé các bạn. Thì trong cái phần dòng loa thì về cơ bản kích thước nó tương đối chuẩn, tuy nhiên là nó sẽ có hơi lệch, có thể là hơi lệch một chút, mình độ chế thì nó sẽ vẫn là ok nha các bạn. Đấy, chỉ cần là cái phần lỗ của bạn lọt được cái phần phần tầm khoảng 20. Đấy, vì ở đây nó sẽ có này, ở đây nó có nguyên một cái phần viền này còn khá là rộng, khoảng từ 2 phân. Đó, nên các bạn có thể ghép vào dàn loa của mình rất là tốt nhá. Không nhất thiết kích thước 100% như này, vì em đã có khách hàng nói rằng là của anh là lỗ loa của nó là 21, thì ở đây con này 22 thì nó phủ chùm thì rất là ok các nhá, rất là ok thôi. Mình không có thể là nó không nguyên zin được, nhưng mà nó lên cũng sẽ rất là lên loa cũng rất là đẹp. Đấy, mình chỉ cần độ chút là dùng thoải mái rồi. Đó, thì các bạn thấy không, cái màng gân súp của nó với những dòng gân súp như thế này thì nó sẽ cho dòng bass xuống rất là sâu ấm. Đấy, rất là ấm nhá. Thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn trên một số là dòng nhạc remix, dòng nhạc không lời, rồi những cái dòng nhạc có lời, để các bạn cùng thưởng thức cái chất âm này của nó nhé. Thì vừa rồi mình đã test cho các bạn trên một số những cái dòng nhạc để thẩm cái độ sâu của và ấm cái độ bass của con bass Pioneer 20 này các bạn nhé. Sau đây mình sẽ báo giá cho cái dòng sản phẩm như thế này. Thì một cặp như thế này nó có giá là 1.450.000 nhé các bạn. Đấy. Bác nào mua lẻ đơn từng bass để đóng dép rời em cũng bán luôn nhé các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu về cái dòng như thế này, sản phẩm như thế này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với bên UA 31 Bình Tân. Số điện thoại em để trên màn hình và trong cái phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được các video mới nhất mà mình đăng lên mỗi ngày nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.